Từ hang rồng Dragao đến hang sư tử Stamford Bridge, từ câu chuyện cổ tích đưa một đội bóng nhỏ so với mặt bằng châu Âu lên ngôi vô địch lục địa già, đến nhiệm vụ đưa một đội bóng hạng khá trở thành một thế lực thống trị ở nước Anh. Từ giải cúp đến giải League, những khác biệt và thử thách là có thể lường trước được. Huấn luyện viên Jose Mourinho có thừa khát khao, ý tưởng và cả những quả quyết táo bạo hay là máu phiêu lưu để có thể tự tin. Và bên cạnh đó, ông còn được hậu thuẫn bởi một ông chủ chịu chơi, hoàn toàn tin tưởng và đôi khi là đặt cược cả vào những quyết định cá tính và tài năng của Mourinho, đó là Roman Abramovich. Đấy là bối cảnh trong mùa giải đầu tiên mà Jose Mourinho cập bến nước Anh để dẫn dắt Chelsea. Trong giới kinh doanh có một câu ngạn ngữ là tâm rộng bao nhiêu thì đường rộng bấy nhiêu. The Blue lúc ấy có cái tâm của Abramovich và có cả cái khí chất, sự dám nghĩ dám làm của Mourinho. Cụ thể là vào ngày 2 tháng 6 năm 2004, Mourinho chuyển đến Chelsea theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Sau khi The Blue phải chi tới 1,7 triệu bảng để đền bù hợp đồng của ông cho Porto, người hâm mộ Chelsea có lý do để phấn khích khi bắt đầu chiến dịch mùa giải 2004-2005 sau màn bổ nhiệm chiến lược gia này. Vì như đã nói, ông vừa cùng FC Porto viết nên câu chuyện cổ tích vô địch UEFA Champions League mùa 2003-2004. Trong hành trình lên ngôi vô địch, bầy rồng của Mourinho gặp nhiều thuận lợi với nhánh đấu dễ thở. Nhưng nên nhớ là họ cũng đã đánh bại cả Manchester United ở vòng 1/8. Roman Abramovich thì mới chỉ mua câu lạc bộ vào năm 2003 và tỷ phú người Nga sẵn sàng làm những điều tốt nhất trên bàn đàm phán để lật đổ sự thống trị đã kéo dài nhiều năm của Arsenal và Manchester United. Hai đội này đã thay nhau vô địch 8 mùa Premier League liên tiếp từ mùa 95-96 đến 2003-2004. Mỗi mùa trước đó, Chelsea thể hiện được tiềm năng của một đội bóng vừa thay ra đổi thịt, nhưng cũng chỉ về nhì vì chào thua một Arsenal bất khả chiến bại hy hữu trong lịch sử. Rất nhanh sau đó, trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi gia nhập đội bóng Anh, Jose Mourinho đã tung ra một câu phát thóc vô cùng nổi tiếng: Chelsea có những cầu thủ hàng đầu và mới đây cũng có một tân huấn luyện viên hàng đầu. Cũng xin đừng gọi tôi là kẻ kiêu ngạo, nhưng thực tế tôi là nhà vô địch châu Âu và tôi nghĩ mình là người đặc biệt. Chính câu phát thóc này dẫn đến việc giới truyền thông xứ sở sương mù mãi mãi mặc định ông là người đặc biệt, dù tùy theo từng thời kỳ, biệt danh này mang những sắc thái khác nhau. Động thái đầu tiên của Mourinho sau khi đến Chelsea là chiêu mộ nguyên một dàn cựu nhân viên phụ việc của mình ở Porto, bao gồm các chức vụ như trợ lý huấn luyện viên thể lực, tuyển trạch viên trưởng, huấn luyện viên thủ môn. Mourinho cũng giữ chân Steve Clark, một trợ lý kỳ cựu tại Chelsea, người từng đóng nhiều vai trò khác nhau trong ban huấn luyện của câu lạc bộ. Đây là một nước cờ đầy khôn ngoan vì chính Steve Clark đã giúp kết nối Mourinho với những người mới lẫn người cũ, cả văn hóa truyền thống của câu lạc bộ. Về mặt chi tiêu, Mourinho tiếp tục được hưởng phúc lợi như người tiền nhiệm Claudio Ranieri khi ông được chủ tịch hào phóng người Nga Roman Abramovich duyệt chi một khoản lớn trong chuyển nhượng hòng sớm biến The Blue thành một thế lực mạnh ở Premier League. Cụ thể, trước thềm mùa giải 2004-2005, Chelsea đã chi tiền để chiêu mộ các cầu thủ như Thiago từ Benfica với giá 10 triệu bảng, Michael Essien từ Lyon với giá 24,4 triệu bảng, Didier Drogba từ Marseille với giá 24 triệu bảng, Matheus Kepmann từ PSV với giá 5,4 triệu bảng và bộ đôi đến từ đội bóng cũ của Mourinho là Porto, Ricardo Cavanho với giá 18,9 triệu bảng cùng Paulo Ferreira với giá 13,3 triệu bảng. Đó là một mùa hè bạo chi mang về không chỉ số lượng mà còn chất lượng các tân binh với tổng mức phí chuyển nhượng hàng khủng vào thời điểm đó là hơn 70 triệu bảng. Để so sánh với Arsenal, đội đã vô địch Premier League mùa trước đó với thành tích bất bại và hơn Chelsea 11 điểm từ ngôi đầu, họ chỉ chi hơn 15 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ấy. Trong đó đã có 10,5 triệu bảng cho Jose Antonio Reyes từ Sevilla và 3 triệu cho Robin Van Persie từ Feyenoord. Trở lại với Chelsea, có thể thấy ông chủ Abramovich đã bơm một khoản tiền lớn để tăng cường lực lượng, mua 5 cầu thủ với giá trị hơn 10 triệu bảng mỗi người. Chi tiết cho thấy ông hoàn toàn tin tưởng, thậm chí đánh cược vào nhận định của Mourinho khi mua người. Có thể thấy trường hợp của Didier Drogba, thời điểm đó, nhà tài phiệt người Nga chẳng thiếu tiền và cũng sẵn sàng chi để đưa về những chân sút hàng đầu xuất sắc bậc nhất lục địa già tại sân Stamford Bridge. Nhưng Mourinho bảo Drogba mới là mẫu tiền đạo ông muốn cho dù chân sút người bờ biển ngày này còn rất ít danh tiếng. Dù khi đến Chelsea, anh đã 26 tuổi. Nhưng Mourinho đã không khiến Abramovich hối hận. Bản thân ông sớm hòa nhập nhanh chóng rồi gắn kết những nhân tố mới vào đội hình từng thể hiện được tiềm năng ở mùa trước đó của Chelsea. Ví dụ như niềm tự hào của lò đào tạo trẻ John Terry và chàng tiền vệ cũng xuất thân từ London Frank Lampard. Chelsea mở màn mùa giải bằng một trận đấu mà sau này trở nên rất nổi tiếng, tiếp đón Manchester United ở vòng 1 của Premier League. Chỉ một bàn thắng của Edu Godson đã là đủ để mang về niềm hạnh phúc đầu tay cho Jose Mourinho và các học trò. Đầu xuôi đuôi lọt, Chelsea của người đặc biệt nhanh chóng định hình phong cách và cả công thức chiến thắng.
phòng ngự chặt phản công nhanh. Sự kết hợp giữa đội trưởng Terry và tân binh Cavanho trở nên chặt chẽ và nổi tiếng không chỉ trên bình diện nước Anh. Vài ngày sau đó, Chelsea băng qua bên kia của thành London để đối đầu Crystal Palace mới thăng hạng. Đó là nơi Didier Drogba ghi bàn thắng ra mắt cho câu lạc bộ mới của mình. Một pha đánh đầu tư đường tạt của Celestin Babayaro. Đó không khác gì một cú mở van cho những bàn thắng mà chàng tiền đạo được các cổ động viên đặt cho biệt danh thân thương là voi rừng này sẽ ghi cho Chelsea mùa giải ấy. Thiago là người ghi bàn chốt hạ chiến thắng 2-0 cho Chelsea hôm đó để đảm bảo một sự khởi đầu hoàn hảo cả trên sân nhà lẫn sân khách cho The Blue. Để rồi phong cách cứ thắng 1-0, 2-0 cực kỳ thực dụng và hiệu quả ấy được đoàn quân của Mourinho duy trì. Đến đầu tháng 12, họ đã đứng đầu bảng Premier League và lọt vào vòng knockout của Champions League. Nhưng gượng đã, khoan hãy nói về những đấu trường ấy mà trước tiên hãy bàn về League Cup. Chelsea hạ bệ những đội bóng dưới cơ ở các vòng đầu. Hạ Man United ở bán kết trước khi tiến đến chung kết giáp mặt Liverpool. Ở trận đấu tại sân Millennium vào tháng 2 ấy, Lữ đoàn đỏ mới là đội mở tỷ số trước. Nhưng những nỗ lực miệt mài của Chelsea đã tạo đủ áp lực để khiến Gerrard đá phản lưới nhà ở phút 79. Bước vào hiệp phụ, hai bên đã nhanh chóng có được bàn thắng. Nhưng Kedman đã xuất hiện ở phút 112 để trở thành người hùng của trận đấu, mang về không chỉ danh hiệu đầu tiên trong mùa cho Chelsea, mà là cả danh hiệu đầu tiên cho người đặc biệt cùng sư tử xanh thành London. Mourinho với phong cách phát ngôn khác biệt quen thuộc cho biết đó là một trong những ngày hạnh phúc nhất đời ông. Giờ thì hãy nói đến Champions League. Đó là một cặp đấu có tính cạnh tranh rất cao mà The Blue đã để thua ở lượt đi với tỷ số 1-2. Với bàn thắng được ghi do công của cầu thủ vào sân thay người Marcelo Lopez bên phía Barcelona, một khoảnh khắc cực kỳ đáng nhớ. Song, Chelsea đã đủ sự hưng phấn và quyết tâm để lội ngược dòng giành chiến thắng trên sân nhà với tỷ số 4-2. Trong trận tứ kết với Bayern Munich, Mourinho đã bị cấm đến sân vận động. Nhưng ông vẫn đợi trong phòng thay đồ để nói chuyện với các cầu thủ của mình. Sau đó ông trốn trong giỏ giặt để rời khỏi sân vận động. Chelsea đi tiếp, nhưng sau đó vẫn bị Liverpool loại ở vòng bán kết vì một bàn thắng gây tranh cãi của The Kop. Bàn thắng huyền thoại ấy chỉ đến chừng 4 phút sau khi tiếng còi khai cuộc ở trận bán kết lượt về vang lên. Liverpool lên bóng nhanh bên cánh trái. Gerrard chuyền bóng một chạm hoàn hảo cho Milan Baros. Tiền đạo người Cộng hòa Séc cố tông bóng qua đầu thủ môn Czech nhưng không thành. Luis Garcia rất nhanh chóng ập vào đệm bóng về phía khung thành ấy. Galas băng về vung chân phá trái bóng ra ngoài. Trong khi các cầu thủ Chelsea còn đang phân bua với trọng tài, Garcia đã bắt đầu màn ăn mừng với các cổ động viên trên sân Anfield. Tiền đạo người Tây Ban Nha nhớ lại: "Tôi ăn mừng bàn thắng vì tôi đã nhìn thấy trái bóng vượt qua vạch vôi. Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, nhưng nhìn vào bước di chuyển và dứt điểm của tôi cũng như cú phá ra của Galas, tôi chắc chắn đó là một bàn thắng. Tôi chưa bao giờ thấy mình hòa vào không khí tưng bừng do các cổ động viên tạo ra như thế." Liverpool sau đó giữ vững tỷ số 1-0 cho đến hết trận đấu và giành vé vào chung kết. Mourinho vô cùng cay đắng sau trận đấu. Người đặc biệt không ngại ngần buộc tội trọng tài. Đội bóng hay hơn đã thua. Trọng tài nghĩ rằng Liverpool ghi một bàn còn Chelsea thì không. Vì thế Chelsea đã thua. Gác lại nỗi buồn và sự uất ức, Mourinho và các học trò chỉ còn tập trung vào Premier League. Và đó là nơi họ tạo ra những điều không tưởng. Từ giữa tháng 12 cho tới tháng 2, tức giai đoạn mùa đông quan trọng trong mùa giải, Chelsea thậm chí đã thắng đến 13 trên 14 trận. Khi Mourinho và đội bóng của ông đã nâng cao kỹ năng phòng ngự lên một đẳng cấp mới để tạo nền tảng cực kỳ vững chắc cho cuộc đua danh hiệu. Trong phần còn lại của mùa giải, Chelsea chỉ để thủng lưới 15 bàn, một kỷ lục vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Một vài trận hòa trước Arsenal và Birmingham City chỉ để khiến câu chuyện thêm phần kịch tính. Để rồi sau khi vượt qua Fulham và Bolton, The Blue đã sớm chạm tay vào chiếc cúp vô địch mà họ hằng mong mỏi. Khi mùa giải vẫn còn đến 3 vòng đấu nữa, cái tâm của Abramovich, khát vọng và sự táo bạo của Mourinho cũng như những nỗ lực vất vả của các cầu thủ đã được đền đáp vào cái ngày 30 tháng 4 năm 2005 ấy. Chelsea đã giành được danh hiệu vô địch quốc gia lần đầu tiên sau 50 năm, đồng thời thiết lập hàng loạt kỷ lục của bóng đá Anh trong quá trình này, bao gồm cả số điểm nhiều nhất mà một đội bóng từng đạt được trong một mùa giải là 95 ở thời điểm đó, và để thủng lưới ít bàn nhất là 15 như đã nói. Và còn hơn thế nữa, Tejo Cech cũng thiết lập một kỷ lục cá nhân với 24 trận giữ sạch lưới trong một mùa giải ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Từ chỗ kém Arsenal mùa trước đó 11 điểm, Chelsea đã phải trả cả vốn lẫn lãi khi hơn pháo thủ 12 điểm từ ngôi đầu ở mùa giải này. Và Chelsea thực chất suýt sánh ngang với đội Arsenal bất bại huyền thoại ở mùa giải trước đó. Bởi vì trên hành trình lên ngôi ở Premier League mùa 2004-2005, họ chỉ thua đúng một trận trước Man City. Nhưng không sao cả, Jose Mourinho đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình trong mùa giải đầu tiên ấy. Và hơn thế nữa, ông còn góp công cực lớn tạo ra một thế hệ thành công và nức tiếng trong lịch sử câu lạc bộ, cũng như góp phần định danh nên phong cách và sĩ khí của sư tử xanh London, thứ vẫn tồn tại đến mãi sau này dù cho họ có thay bao nhiêu huấn luyện viên. Khi Mourinho bảo mình là người đặc biệt, thời gian đầu,
truyền thông Anh dùng biệt danh đó rất nhiều nhưng với hàm ý mỉa mai sự kiêu ngạo của ông. Ấy vậy mà những pha châm biếm ấy đã quay ngoắt 180 độ thành sự tôn trọng và tôn sùng chỉ trong và sau mùa giải ấy. Giai đoạn ấy còn là cả một bài học cuộc sống. Bạn hoàn toàn có thể thay đổi định kiến của người khác bằng tài năng và những sự nỗ lực của mình.